lúc đầu mà cái bữa mà chị Giang gửi qua em ăn á, em nói cũng như kiểu nửa ký mà 40 mấy, 44 đúng không chị? 44 thì mình trong lúc đầu cho nên trong đầu mình cũng mắc đúng không, nhưng mà khi mình ăn rồi là không còn có suy nghĩ đó luôn á. Thì đúng là nó cao hơn những chỗ khác nó bán, nhưng mà ăn nó lạ hơn cả mọi chỗ luôn. Miếng bò là bò thiệt mà, đó là nguyên một miếng bò. Thì người ta nói tiền nào của nấy, nó mắc là nó có lý do của nó cả. Tại vì vốn dĩ bò nó đã là bò tươi rồi. Đã hả? Này có đá banh á, ăn đã. Rồi. Này Tết sắp tới Tết rồi Nguyễn, giá này là bao bao hợp lý luôn. Mọi bán á. Bán. Bữa cũng có cô ở Đà Lạt mua chị rồi, xong cái đặt thêm mấy ký để tặng cho cô giáo. 21 dễ thương không, mua sẵn 4 bịch để tặng cho cô giáo luôn. Nên là chị đã ăn thử xong rồi ngon. Rồi xu hướng người ta cũng thích tặng đồ ăn nó thực tế hơn. Đúng rồi, ta ăn chứ đem qua về héo hoa về cũng bỏ vậy vậy. Thì nè, em tặng quần áo phải biết size, biết size người đúng không, tặng giày cũng phải biết size. Tới lúc hỏi size cái biết tặng gì luôn rồi. Thành ra giờ tặng cô bò là em không, cái gì em không ăn được thì em có thể cho người nhà em ăn đó. Nên là sau này cô chú anh chị mà có đang suy nghĩ về vấn đề quà thì hãy nghĩ đến cô bò. 0349563756 à, dạ trang TV thôi làm dịch vụ. Alo, là có khô bò. Lên clip bảo bà không có gắn số điện thoại đâu chị ơi. À sẽ cắt cái khúc của chị luôn. Là xương chân gà của em là sao sao đấy, nói nghiệp tụ sau này có bán gì cũng không được này. Trời thằng ơi, bán gì cũng không được, thằng này bán gì cũng được trù trời. Cái tôi nói xạo này. Chứ nữa. Người ta đầu, không chắc không gắn à. Lần đầu lên có gắn cái số đâu. Chỉ là có chưa có gắn thôi, chứ còn ví dụ nó chậm thì thôi chứ không nào không gắn trơn. Không vậy đêm mốt chị với bảy tính có gì mua 1 ký khô bò tặng hộp chân gà hay gì đó, hoặc mua mấy ký khô bò tặng hộp chân gà được đúng không, thì coi như là chị sẽ chích cái tiền của chị ra mua ủng hộ cho 37 luôn. Được rồi đó. Đúng không, vậy kết hợp vậy ai mua 1 ký chân gà em tặng ký khô bò không luôn ngu ạ. Tôi thấy hả, nè uống nước nè. Thoải mái nha, ăn hết luôn đi về này, tốn bò tốn cả nước nữa. Ôi xé đã ghê luôn á. Thôi chờ bụng ăn cơm. Ăn đi, ăn đi. Ăn cơm hả? Thôi chị ơi. Nhà chị có cơm xíu mại nữa. Thôi ngon xíu mại kìa. Ăn, muốn chén cơm ăn nha. Nha. Dạ thôi được rồi, chị ăn chén thôi. Hai chén nha, thiệt. Ủa thiệt hả? Thiệt. Vì vậy xuống tham quan cái bếp luôn. Yên tâm đi, nhà trang sạch sẽ nên là không sợ chỗ nào đâu. Nè, còn cơm xíu mại nè. Cái chỗ này bữa chị nấu ấy đúng không? Đúng rồi, chị nấu cơm. Trời ơi, em thực sự là xuống cái điểm tầm hỏi chỗ này chị nấu cơm phải không? Không phải, ý là nấu cơm mà đợt nấu từ thiện á. À không, đúng rồi, nấu từ thiện nè. Nè, nãy chị chụp nè, xong rồi cái chị phải để chết cha. Nó bị rớt một miếng mò ra cái có kiến bu. Đúng nhìn ngon thiệt luôn á. Để lau bằng cái khăn cồn. Đó tại nãy chị chiều chị mới chụp. Để đi cho nó mẹ chị lấy cái cồn chị, cái giấy chị làm. Cái làm bò hấp dẫn để xuống 30 giây là kiến bu liền. Nó đậm mùi. Trời 5 tháng rồi chưa được về nhà ăn cơm luôn á. Rồi, để lên. Nhớ nhà, nhìn bếp dân bếp. Có cái này nó bị không ta, chị lau sơ không? Chị kiến bò cho. Không lấy cái bịch của cái trên bỏ nó vô. Cho nó đỡ kiếm. Tại nãy quên chị không đang chụp dở nó mới cất xong. Trời ơi, Trang bữa nay chuyên nghiệp quá trời luôn. Trời ơi, chị kêu là lấy hai chén mà. Cái chén này mới trời ơi. Thôi ăn cơm đi về. Thôi chị đưa hai cái nồi đi chứ hai cái chén nó nhỏ á. Đủ cơm không trai? Ui trời ơi. Wow. Nồi cơm luôn. Đâu này mẹ chị nấu cho chị với bạn Huy Phim ăn tối nay sạn hàng. Ai vậy? Nó giỡn chứ đủ mà. Ăn đi rồi xíu chị nấu đâu. Nè bảy còn có cả trái cây nữa nè bảy. Ngồi ăn nha. Kiếm cái muỗng múc cơm. Đây. Rồi hai cái tô mà muốn thấy cái nồi này bỏ cho một tô cũng được. Thôi lấy chén thôi Trăng ơi, đừng có lấy tô. Chén không? Ăn chén không? Chén thôi, chén. Trời ăn tô là phải ăn bún nước cái gì mà ăn tô, ăn cơm ăn chén thôi. Và cũng không nổi. Trời ơi, chắc kiểu này phải thường xuyên qua nhà chị Trang chơi mới được. Qua đi mẹ chị nấu ăn cơm ngon lắm á. Bình thường bạn quay phim qua phụ chị nè. Cái xong cũng ăn này bảy ngon. Bữa sau chị thiếu người chị cứ kêu em qua. Đâu cũng được. Đâu chế cà chua ăn đi coi xe hả? Nè coi xe. Có đồ ăn đây nè. Sao đâu thấy mà. Thôi hai đứa ăn một chén thôi chị ơi. Thôi ăn hai chén đi. Có gì đâu. Nè
có cái xí mại. Kỳ quá à, tự dưng qua cái ăn trời qua đúng lâu giờ lâu cơm chơi, nữa. Ăn đi. Mình cũng chọn đúng giờ ghê vậy ha. Để đi làm về ghé luôn. Ừ. Rồi đây là xíu mại luôn rồi. Ừ. Người miền Nam không hay thích ăn kiểu này hơi. Em bình thường ít ăn xíu mại. Nè, ăn đi. Ủa, em nhưng mà em tưởng là ở ngoài nó có một lớp gì, cái này là thịt giống như thịt viên lại đúng không chị? Thì cũng giống vậy á, thịt viên á. Ừ. Mà chị nhà chị hay gọi đi trộn chung dồn. Ôi, nhưng mà có lấy cái có cái nào múc ra không ta? Ấy là giờ mình mỗi mình múc ra một lần thôi, đúng không? Mình múc một lần duy nhất thôi. Ở nè nè, cái muỗng nè. Đó. Đây để xuống. Đây. Đó. Nó chấm gì không? Dạ hơi được rồi chị. Ngon quá. Trời, cảm ơn em. Ủa chị Giang ăn luôn không? Ăn trước đi, từ nãy chị ăn rồi. Trước chị ăn rất là ngon. Thôi mời quý vị khán giả, hai chị em đói bụng quá nhưng mà thôi. Ngại là hại thân. Nhưng mà mình lâu lâu có ăn lần đúng không? Ăn lần mà. Cho nên khán giả cũng biết mà. Không, tức là em biết chị á. Quá quen rồi. Nghẹn luôn đó trời. Thì tới đâu ăn tới đó mà. Mang tiếng luôn á. Không nhưng mà người hết vậy không? Thoải mái. Đúng rồi, thoải mái. Tự nhiên. Lấy uống nước không? Lấy thêm nước không? Dạ, thôi chị ơi, đem trà xanh. Nhiều. Nước ngọt không? Thiệt. Chuyên gia luôn. Ngon quá. Bạn quay phim đứng qua đây nè, để ngó cái đây được không? Ờ, bạn quay phim đứng đây nè. Dù quay phim, dù có xe đi. Không sao đâu, chị không sao đâu. Có mất mất xe bé 7 lần trước. Không, xe chị để trước rồi. Lúc mẹ vô là dựng hẳn trong trước liền. Đấu ngu. Được, bé 7 nhân. Nè, ăn đi rủ, lâu lâu qua nhà chị chơi. Dạ. Không, chị sắp tới là thường xuyên, không lâu lâu đâu. Tại vì... Thôi được rồi, chị Trang ơi. Cái hồi mà mình đi miền Trung này nọ, mình đi xa lâu ngày á, mình cũng thèm ăn cơm nhà mà. Ừ. Mà em với lại bảy là trời cũng là xa nhà. Để mỗi cái một lần đi kia, em đi kia được rồi. Uống đi. Chị Trang cực Trang nhiệt tình quá. Chị cũng uống giờ nè. Ừ, chị uống đi, em với bảy chung uống chung một ly được rồi. Đúng rồi. Đây, bạn Mai Phi uống miếng nè, tổ á, nghe đứng ngoài. Đó. Để ngó xe. Giờ mất công ăn cơm ngon ra quay lại mất cái xe có bắt mình đợi. Qua mua mà ăn nhiều quá. Ăn đi cái gì đâu mà. Lấy thêm nè, lấy thêm xíu mại ăn. Dạ thôi rồi. Ăn đi, trời Ngân không ăn thịt gì vô vậy. Thôi ăn hết rồi. Hết cục rồi. Ăn thịt trước rồi. Ăn đi ăn cho đã đi, đâu sao đâu lâu lâu qua nhà chị chơi mà. Ừ, ngon. Ủa đây không đó. Biết đó chứ. Bữa sau qua nhà cái nấu cái gì ăn đó. Ăn là một tuần rồi em mới ăn cơm nhà á. Một em ở một mình á em. Lười nấu. Người nấu. Nhấn thêm đi. Ăn cho nó đã chứ. Thôi. Thôi. Chẳng nè, phải có sốt nữa. Thôi, được rồi. Đây, em với 7 chia nửa cục này không hết đâu bạn ơi. Em cho no chứ. Này cho nửa cục nữa nè. Thôi. Thôi đi, mình có giả bộ với tao. Vô. Dạ. Vô nha. Nhà chị Trang còn hơn rồi. Nhà hàng nó có khăn giấy rồi này kia hết trơn rồi. Em chỉ gì luôn cái trời. Ê, nhìn nó gạch mà thấy cái bóng này dưới luôn rồi ha. Ừ. Siêu sạch sẽ. Sau này Trang đi làm lâu cũng không sợ. Đúng rồi đó. Ngon quá à. Không, thì chị chỉ quá, nhà chồng sợ. Chứ như chị là bị chửi á. Nói nữa. Chị chắc em yên. Vậy sao? Không. Chị thấy mỗi lần chị qua em dọn muốn chết không? Em dọn còn hơn không? Không, nhìn người ta tưởng là đây là nhà của hai em, chị là... Nói chứ ăn đi không sao, tại vì chị coi xe cho cái khu nhà chị ở đây nó thông ra ngoài người. Sao ai mà mua qua mua bò khô của chị Trang là sẽ được tiếp đãi vậy đó. Đó. Nhưng mà không báo trước, thành ra hôm nay không có nấu cơm nhiều. Đúng rồi chị, à, ngon rồi. Ngon dữ vậy trời. Ngon thiệt ha. Ăn cái đã về nha. Bình thường chị ít ăn xuống mặt lắm mà cái này ngon ghê. Ủa? Phải nhiều xin về. Nè, xíu lấy thông khô bò về em. Chiều dạ chị mới chụp hình. Chị bày khô bò ra chụp hình để... Chị có gương mặt đại diện chưa? Chưa, chị chưa có chị. Nhưng chị... mà như chị thì không được hút lắm hay sao? Không, mình bán là mình phải kiếm một gương mặt đại diện. À. Đó, mà thường... Mà kiếm... giờ mới làm đâu có chi phí đâu. Ngon quá. Ngon vậy anh.
trời no quá, vừa ăn khô bò vừa ăn cơm, uống nước ngọt, hồi ra mắt xe. Trời đang đứng coi à. Xe còn, xe còn. Mày nói thôi hồi dính liền đi. Ăn bưởi không? Có bưởi nè. Ừ, thôi được rồi chị ơi, ơi được rồi. Mùa mát quá ha. Mùa bưởi ngon ha. Bưởi. Trời ơi chị ơi. Nè ăn đi ăn đi. Thôi chị ăn trước đi. Ăn đi. Ăn đi bảy em mới không biết chăng mời rồi. Có muối không chú? Muối nhiều không có. À có muối xíu mười xíu nhị nè. Trời, muối xíu mười. Bữa nay em làm mất hình ảnh không ta? Không không không. Đâu có gì đâu mất. Nhiều khi bữa nay em làm mất hình ảnh. Muối xíu mười. Đâu có gì đâu mất. Bà bảy còn hơn thế nữa. Ừ, ngon quá. Ăn đi, đã qua chơi rồi, ăn cho đã. Ừ, ăn cơm rồi được trắng miệng nữa. Được rồi, trắng miệng. Được cho khu bò ăn về nữa có. Con ta. Kìa, xin lấy mình mang cái bớt bớt lại cho khán giả chịu chết. Đâu sao đâu. Mua mọi người, em mua. Mua nha. Không, mua rồi, có bịch kia. Còn cái khô bò để trên bàn này là khô bò để chia ra cho hai em ăn về. Ừ, ngon á. Ừ. Bữa ngon. Không, về mời ba mẹ bạn bè ăn. Đang bán là nửa ký với một ký thôi chứ đâu có. Đúng rồi, chị bán nửa ký là 440, một ký là 840. Đó. Chứ không có bán nhỏ hơn, tại vì cái miếng bò mình là bò nguyên miếng á, thành ra nhỏ hơn thì cái miếng bò nó sẽ bị nát. Không lấy được. Thành ra lấy 500g rồi nó không bò bự luôn. Đã. Ủa chị Trang đứng luôn hả? À, đứng đây ngồi đi. Trời 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 chứ. Có xe không sao, không sao đâu. Không sao đâu, không sao đâu. Dọn dọn. Để đó đi, khỏi rửa, khỏi rửa, khỏi rửa. Để đi. Làm môi Trang vậy đó. Bỏ cái lên đi không sao, để chị dọn ra đi, cất cái này đi, lên đi không sao, coi coi còn gì không. Nãy này thì có một liên sĩ gì không chị Giang ơi, bên lăng kìa. Lăng đi thôi thôi, con dứa khóm nữa thôi, để tiêu. Đem đi thôi, lên cho chị Trang không có chỗ ngồi nữa, mọi người chị Nhung nữa, mọi người đứng tội. Ôi nó quá rồi. Thấy mà bậy không sao đâu. Đó, tại cái khu nhà chị hẻm thông á, thành ra nó cũng dễ bị trộm. Thôi nó chứ điểm bé bậy lên mấy ký bé bậy? Giảm 5 ký. Ghê vậy, ghê vậy. Chị Chi lấy liền 5 ký mất liền. Thôi, mua nửa ký ăn hết rồi mua nửa chứ mua nhiều. Ủa, trời em lên mấy ký hay gì, hay là gì? Mua mấy ký. Trời, anh tưởng tôi dịch, hỏi em lên mấy ký là giảm 5 ký. Mày đừng có sao hả? Nào thì mang hay qua chị ăn. Thôi nói chứ bọn em qua là để mua mà. Qua để mua mà. Trời vui, tao nay qua có VIP mua. Chị Trang còn nhiêu đem ra hết đi. Đem hết đi, đem cái mà hút khí gì đó rồi đem ra hết đi. Lâu lâu mới qua sợp. Này hai đứa trúng số gì vậy? Không nói chị, em không biết. Chị Trang có đại gia mà. Em không biết. Hôm nay chị còn nhiều quá nha. Nhiều hả? Chết rồi. Tưởng rồi còn 2-3 bịch. Cái này nhiều á. Mày lố. Nè một bịch nè. Một bịch nha. 2 bịch. 3 bịch. 4 bịch. Đó 7. Ủa còn nữa rồi. 5 bịch. 5 bịch nha. 6 bịch. Bắt đầu suy nghĩ lại. 7 bịch nè. 8 bịch. Ôi mẹ em gọi. Alo. Chưa em. 8 bịch còn 8 bịch lận. Thôi chứ mua. Nhưng mà trên không thì thôi. Trên không thì để cho, chị bán xuất nước ngoài. Mua bịch thường á. Trên không để xuất nước ngoài là trên không là 3 bịch nè. Rồi còn bịch thường là 5 bịch. Thôi mình lấy 1 bịch đi chị Năm ơi. Thôi mỗi đứa 1 bịch, chị lấy 1 bịch 1 ký. Chị đòi ra đi. Thôi mày hôm nay chơi. Hôm nay chị có bịch 500g mà. Ủa không có bịch. Có bịch 500g nè. Bịch 1 ký hồi sáng chiều chị mới bán nha. Chị lấy 2 bịch 500g là 1 ký. Ghê vậy trời. Hôm nay có khách qua tận nhà mua đó, bình thường chị ship không á. Ủa lấy 2 bịch luôn. Rồi lấy 2 bịch đi. Dạ tính tiền liền, tính tiền liền. Rồi trả cho chị Ngân. Nè biết. Hình như cái bịch nào thì cái miếng bò nó cũng bự á. Nè, nó nguyên một miếng, nguyên một bịch vậy luôn. Đúng không? Nè, tính cả bịch này là chỉ có 3 miếng thôi. Tính cả cái bịch này là có 3 miếng thôi mà nó luôn một bịch luôn là biết. Vậy một cái bịch bự quá. Nè bé nghe, túi nè để chị bỏ tương cho. Nè. Túi bảy nè. Chị lấy ngon tương quá. Cho.
nhớ về lấy tương ớt trộn với sa tế nha. Dạ. Rồi đóng gói này chuyên nghiệp không mọi người? Ừ. Quá chuyên nghiệp. Hai tương ớt với hai sa tế, đợi chị xíu chị lấy thêm củ ba bảy. Wow, đây là hai hộp dành cho bịch nửa ký hả chị? Cơ nửa ký là nửa cứ ký là một ký làm được một combo này. Đó. Trời ơi, có logo. Hay lấy sa tế ăn không? Lấy sa tế về ăn không? Không ăn hai này là được rồi. À, hai này trộn chung là ngon rồi. Bữa giờ cũng có nhiều khách họ mua sa tế của chị á để về nấu ăn á, cũng ngon. Thành ra là chị cũng có bán lẻ thêm sa tế với lại khách nào mua nhiều. À đây là mấy cái bánh lẻ đúng không? Đúng rồi. Hàng chị em bảo sao cái này to vậy? Ừ. Đây là đóng gói rất là kỹ luôn cô chú anh chị. Chuyên nghiệp ha, logo rồi này kia rồi. Có siêu nữa nè, thấy không? Wow. Tại lúc này là để đi xa, kiểu mấy cô chú về tỉnh á thành ra phải bỏ vô cho mình đi lông cột với thun lại xong mới bỏ vô trong hộp chứ còn bình thường đổ trong hộp trước á thì đi cái hộp sa tế nhìn nó mới đã. Tương ớt thì mình nhìn thấy nhiều nhưng mà sa tế ngon là nhìn là biết liền quá. Rất là thơm. Rồi tính tiền đi bảy, tính tiền đi chứ. Còn đi về cho chứ chị Trang cũng thấy mình hơi phiền. Trả đi. Ủa chồng mà trả đi chứ chồng. Ủa tiền đi làm đi đưa vợ giữ cho. Ghê nổi da gà luôn. Ghê quá. Sợ quá. Túi chị đâu rồi? Sợ quá trả đi. Đây nè. Bình thường là chị bán khô bò là 440.000 nửa ký, một ký là 840, nhưng mà hai khách biết qua tận nhà mua rồi xong ăn ủng hộ nên chị tính 8.4 nha. Trời ơi. Chị nhỏ. Trả đi. Cái gì? 10 triệu luôn. Bao nhiêu chị? 8.4 đúng không? Đúng rồi. 8.4. 84.000 đúng không? Tâm. Chết rồi lại hết tiền triệu rồi. 9 triệu đi. Không được, chị không thể nào để mọi người đánh giá chị được. Đúng rồi đó. 8.4 hả? Là 1.8 đúng không? Trời ơi, 8.4 mà là 1.8, 8.4 là 8.4 rồi. Làm trả cho 7 đúng không? Nên sao? 8.4. Đúng rồi đó. Đây chị có đâu chịu trả cho mày. 8.4. Trả cho 7 luôn. Đây 1.5 nè. Xin cảm ơn ạ. À, ủa đâu em trả phần của em thôi chứ. Đâu phần em nữa. Không giờ chia ly hôn rồi. Hả? Chưa ra tòa. Ly hôn rồi. Chưa ra tòa. Chưa ra tòa cũng không liên quan nữa. Ủa. Thôi tao nợ nha. Nợ đó. Nợ cũ chưa trả, nợ mới đã tới rồi. Rồi trả 1.7 đi. Ba luôn. Khỏi thời chị Trang. Rồi. Chịu 680 khỏi đi chị nói hay cho. Thôi được rồi, được rồi. Bỏ thêm. Bỏ em mua mà em sợi lỗi lắm. Ý, nói chứ không. Lấy cái bịch này chị bỏ con bò sao vô thêm ăn. Thôi cái bịch, chơi, bịch này là được. Ủa? Đã mất người ta trả tiền rồi còn đời không, cái này là đủ lời rồi. Còn lấy này không? Thôi nè. Thôi ừ, kỳ quá, để dư may ăn, bỏ vô nút đi. Chị cảm ơn nha. Rồi. Chơi. Nào quay. Trời ơi, qua bữa sau qua mua nữa, mua này lời quá mày. Quên chồng. Không, nhiều khi bữa nay qua mình mua lợi, nhiều bữa sau qua hết lời á. Thôi vậy? Ừ, giống như kiểu mua mà sợ không biết rồi, biết bài. Ừ, không dám mở cửa luôn đúng không? Đâu có đâu, qua ăn thử em thấy ngon mới mạnh dạn mua đúng không? Ừ. Đó nên là chị khách nào mà cứ mua ăn thử đi, xong ăn thấy ngon muốn mua chị phục vụ không có gì hết. Rồi, ngon quá. Thôi bây giờ đi về chứ. Để lâu quá tốn kém gì chứ. Ừ, cô chú ngủ nữa, trễ rồi. Chết nãy giờ nói to quá không biết sao. Không sao, ba mẹ chị trong phòng đóng cửa mà, không sao. Dạ thôi chắc bây giờ hai chị em đi về nha Nguyễn Giả. Dạ, cũng khuya rồi. Không nói chứ mình cửa lại chơi xíu nè chị Trang. Rồi chơi chuyện gì xíu chơi. 8 giờ rồi. Không em 8 giờ là sợ. 8 giờ là phải về nhà hả chị? Không bây giờ mới 6 giờ à. Rồi dạ cảm ơn quý khán giả mọi người ủng hộ cho chị Trang. Bye bye mọi người. Bé bẻ channel. Cắt. Dạ mua khung bò liên hệ số 0349563756. Xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị nhiều. Cảm ơn mấy Ngân, cảm ơn mấy bạn.